Đây là một cái trò nói về những cái suy nghĩ, những cái ước mơ của mỗi người. Duy chắc là Duy cũng có những cái ước mơ riêng đúng không? Nói về một cái sở thích cụ thể đi. Thì trên cái thế giới rất là rộng lớn này có rất nhiều những cái đất nước, những cái thành phố xinh đẹp đúng không? Và cái vấn đề du lịch là ai cũng thích, ai cũng muốn được đi đây đi đó đúng không? Bây giờ nhá, nếu như em suy nghĩ thật kỹ này, được lựa chọn một cái thành phố, một cái đất nước nào đó để đi du lịch, em hãy suy nghĩ nó trong đầu nhá và viết nó lên trên bảng, anh không nhìn. Ok. Một cái nơi mà em thích, một đất nước hoặc một thành phố nào đó trên thế giới hoặc của Việt Nam. Một đất nước cũng được đúng không? Ok. Em viết lên trên bảng nhá. Đừng nói ra nhá. Rồi đây. Được chưa? Rồi em chắc chắn chưa? Chắc chắn. Ok. Vui không? Có. Nếu như thế này rất vui đúng không? Chắc chắn rồi. Hôm nay có mang đến đây một cái món quà. Đây là những cái tấm anh em chuẩn bị về lấy hành lý ấy. Mai đi luôn. Mai đi luôn. Anh được một người bạn đi nước ngoài tặng. Người cũng khá là thích đi du lịch. Và người đó sau khi xem ảo thuật từ anh đã tặng cho anh ba tấm vé này và nói rằng là khi gặp một người nào đó anh cảm thấy là có duyên ấy thì nó sẽ tặng ra một cái món quà rất là bất ngờ. Ở đây anh có ba tấm vé này, em nhìn lật kỹ nhé và em chọn giúp anh một tấm vé bất kỳ nào mà em cảm thấy thích nó. Sáng sớm nhất đi, cam đi. Ok, có muốn đổi không? Không. Không, chắc chắn chưa? Rồi. Chắc chắn rồi đúng không? Ok, Dương ngồi đây anh nhờ một chút. Cái này nó gọi là cái tấm vé để check in tại sân bay. Dương có thể mở máy ảnh ra và quét thử xem giúp cho anh cái tấm vé đầu tiên, cái địa điểm của nó đưa chúng ta đi đâu. Đây là Praha của Cộng hòa Séc. Ok, cái tấm vé thứ hai đi, em quét cho anh tấm vé thứ hai. Đứng bên này. Đây đâu? Đây, nhìn ở dưới đây. Atlanta của Atlanta, Mỹ. Georgia. Điện thoại của em đang lấy điện thoại của Di. Thôi rồi, này, này, để cho chính anh quét cho nó tím nè. Mở đi. Đây là. Đưa mình đến một cái map đúng không? Và em đến nước nước. Trời. À đù. Bởi khi cái mong ước của em đấy cũng trong cái món quà mà anh được tặng đúng không? Và thật tuyệt vời hơn khi chính em là người lấy ra nó đúng không? Ui. Và tấm vé này đúng không? Ủa ba. Ui. Ba. Ba.